Sau đây thì Hà Ngân sẽ chia sẻ với quý bà con một vài lưu ý trước khi sử dụng máy thái mịn Takio TK1500. Bà con hãy cùng theo dõi kỹ thuật viên của công ty hướng dẫn sử dụng nhé. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng máy thái mịn Takio TK1500, quý bà con hãy kiểm tra kỹ theo thứ tự như sau. Bước đầu tiên, quý bà con hãy kiểm tra mặt phẳng để máy, không được để máy cập kênh hay là mặt phẳng không chắc chắn. Bước thứ hai, kiểm tra một lượt ốc siết dao có bị lỏng hay không. Nếu như bị lỏng thì bà con có thể lấy công cụ siết chặt lại. Rồi bước thứ ba, trước khi sử dụng, bà con nên kiểm tra lại xem nguồn điện cấp cho máy thái chuối có đủ tải ổn định và an toàn hay không. CB điện được lắp sẵn trên máy. Trước khi cắm điện, bà con nên để ý công tắc điện, phải luôn luôn tắt. Khi dùng thì mới bật lên. Bước cuối cùng, bà con hãy nhớ vệ sinh để bảo quản máy. Sau khi sử dụng xong thì bà con hãy nhớ tắt CB máy, rút nguồn điện rồi đợi từ 1 đến 2 phút cho động cơ ngừng quay và dao ngừng lại. Bà con nên vệ sinh máy thường xuyên để kéo dài tuổi thọ máy và nhớ để nơi khô ráo, có mái che tránh mưa nắng ướt vào máy. Đầu tiên là về công suất động cơ là 2.2 kW, tốc độ động cơ là 2.900 vòng trên 1 phút và nguồn điện là 220V với số dao thái mịn là một dao lớn 2 lưỡi, năng suất thái mịn thì có thể lên đến từ 1 đến 2 tấn trong 1 giờ. Mặc dù là máy mini nhưng mà TK1500 có năng suất tiêu thụ rất là lớn, giúp bà con có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức. Trọng lượng máy là 35kg với kích thước thùng là 50x39x72 cm. Máy có kích thước rất là nhỏ gọn nên là sẽ dễ dàng cho quý bà con vận chuyển và di chuyển máy. Khi mà mua sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Takio Việt Nam thì quý bà con sẽ được bảo hành chính hãng 18 tháng, motor đổi mới trong vòng 12 tháng nếu như quý bà con phát hiện ra là do lỗi nhà sản xuất. Hà Ngân sẽ để lại phần thông tin liên hệ ngay dưới phần mô tả bên dưới video để bà con cùng theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại với những chương trình giới thiệu sản phẩm.